Băng bình khẩm, nghe tiếng cồng em ngân vang, là những nhịp điệu cồng chiêng cùng với những điệu múa nhịp nhàng của các cô thôn nữ, các bậc cao niên. Trong những ngày mùa, ngày hội của quê hương, mời quý vị cùng thưởng thức màn cồng chiêng của đội cồng chiêng chi hội người cao tuổi xóm Khướng, xã Bình Hẻm. Xin trân trọng kính mời. Mời các vị đại biểu và toàn thể các nghệ nhân chúng ta ổn định để phần lễ được bắt đầu. Sau đây xin trân trọng kính mời đồng chí Quách Văn Dần lên điều hành phần nghi lễ chào cờ. Xin kính mời đồng chí. Sau đây xin kính mời các vị đại biểu, khách quý cùng các nghệ nhân và toàn thể bà con đứng dậy làm lễ chào cờ.
Kính mời các vị đại biểu cùng các nghệ nhân và toàn thể bà con ngồi xuống. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, kính thưa các nghệ nhân trong và ngoài câu lạc bộ Hát Tiếng Mường. Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Văn hóa và Trung tâm Học tập Cộng đồng xã Bình Hẻm về tổ chức các hoạt động học tập và các phong trào văn hóa văn nghệ trên địa bàn xã nhằm góp phần giúp quê hương, làng xóm, các khu dân cư tham gia học tập và lao động sản xuất, phát triển kinh tế ngày một phát triển, dần đáp ứng với yêu cầu chung về phát triển của địa phương. Trong đó, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao góp cho các thế hệ già trẻ, gái trai, các đoàn thể trong các khu dân cư món ăn tinh thần, tạo niềm vui mừng phấn khởi sau những ngày lao động vất vả. Lời ca tiếng hát là món ăn tinh thần mà ở mọi lứa tuổi đều dùng. Đó là niềm vui giao lưu với nhau, thể hiện sự đoàn kết, tình làng, nghĩa xóm. Trong đó, Hát Tiếng Mường là một bản sắc văn hóa được các nghệ nhân yêu thích và tự nguyện tham gia tích cực. Hôm nay, được sự cho phép của lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Bình Hẻm, Ban Văn hóa kết hợp với Trung tâm Học tập Cộng đồng tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ Hát Tiếng Mường cho các nghệ nhân thực sự có niềm đam mê đi vào hoạt động. Về dự buổi lễ ra mắt ngày hôm nay, lãnh đạo xã xin trân trọng giới thiệu có đồng chí Quách Văn Ngân, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí trưởng các ban ngành đoàn thể xã về dự, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Ở đơn vị bạn, xin trân trọng giới thiệu câu lạc bộ Hát Tiếng Mường Gia Mô Tân Lạc, câu lạc bộ Hát Tiếng Mường Bay Chim Định Cư, câu lạc bộ Hát Tiếng Mường Xóm Be Tân Tạo, câu lạc bộ Hát Tiếng Mường xã Vũ Bình, câu lạc bộ Hát Tiếng Mường Mường Khói, câu lạc bộ Hát Tiếng Mường Xóm Bái Ân Nghĩa, câu lạc bộ Hát Tiếng Mường Quốc Phương Nha Quan, câu lạc bộ Hát Tiếng Mường xã Quý Hòa, câu lạc bộ Hát Tiếng Mường xã Lạc Xí huyện Yên Thủy, câu lạc bộ Hát Tiếng Mường làng Khồi Thành Minh Thạch Thành Thanh Hóa, câu lạc bộ Hát Tiếng Mường làng Giang Thạch Quảng Thanh Hóa, đoàn ông Quách Công Ân Thanh Hóa, câu lạc bộ Hát Tiếng Mường Ngọc Lâu, câu lạc bộ Hát Tiếng Mường xóm Trác Lạc Thịnh, câu lạc bộ Hát Tiếng Mường làng Luông Thanh Hóa, đoàn anh Nam Thanh Hóa, đoàn anh Hào Nguyệt Thanh Hóa, câu lạc bộ Hát Tiếng Mường Mường Vang Tân Lập, xin nhiệt liệt chào mừng. Ở xóm, xin trân trọng giới thiệu có các đồng chí trong ban chi ủy chi bộ, trưởng xóm, công an viên, các ban ngành đoàn thể và các nghệ nhân. Một lần nữa, xin nhiệt liệt chào mừng. Sau đây, ban tổ chức xin thông qua chương trình buổi lễ. 1. Chào cờ. 2. Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. 3. Công bố trao quyết định thành lập câu lạc bộ, lãnh đạo phát biểu và tặng hoa chúc mừng câu lạc bộ. 4. Câu lạc bộ ra mắt. 5. Các câu lạc bộ bạn tặng quà chúc mừng. 6. Kết thúc buổi lễ. 7. Mời các nghệ nhân giao lưu nếu còn thời gian. 8. Mời sinh hoạt bữa cơm. Sau đây, tôi xin được công bố quyết định thành lập câu lạc bộ Hát Tiếng Mường xã Bình Hẻm. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban Nhân dân xã Bình Hẻm, số 08 Bình Hẻm, ngày 10 tháng 5 năm 2022. Quyết định về việc thành lập và ra mắt câu lạc bộ Hát Tiếng Mường xã Bình Hẻm. Ủy ban Nhân dân xã Bình Hẻm căn cứ công văn số 1957 ngày 5 tháng 12 năm 2008 của Liên Sở Nội vụ và Sở Giáo dục Đào tạo
về việc hướng dẫn tổ chức quản lý cán bộ của Trung tâm Học tập Cộng đồng. Căn cứ quyết định số 10 ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Học tập Cộng đồng xã, phường, thị trấn. Căn cứ kế hoạch số 159 ngày 24 tháng 2 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Sơn về thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện Lạc Sơn. Xét đề nghị của Ban Văn hóa xã Bình Hẻm, quyết định điều 1, thành lập và ra mắt câu lạc bộ hát tiếng Mường xã Bình Hẻm gồm các thành viên có danh sách kèm theo. Điều 2, các câu lạc bộ phát triển cộng đồng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo quyết định số 10 ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Học tập Cộng đồng tại xã, phường, thị trấn và kế hoạch số 159 ngày 24 tháng 2 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Sơn về thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện Lạc Sơn. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3, chủ nhiệm câu lạc bộ, thành viên trong câu lạc bộ, trưởng các ban ngành đoàn thể, các ông bà có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành. Thay mặt Ủy ban dân xã, Chủ tịch Bùi Văn Điêm đã ký. Sau đây, xin trân trọng kính mời đồng chí Quách Văn Ngân, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã lên trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho câu lạc bộ. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Xin mời đại diện câu lạc bộ lên nhận quyết định. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các nghệ nhân đến từ các câu lạc bộ hát tiếng Mường. Để tôn vinh và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mường, trong đó có rất nhiều các nghệ nhân có khả năng cũng như năng lực biệt tài thể hiện các nét văn hóa như mo Mường, ràng thường, bồ mình. Cò kê sáo nhị đã từ lâu văn hóa đặc trưng người Mường thường được ví là cơm đồ, nhà gác, nước vác, lợn thui. Trải qua bao nhiêu thế hệ, bản sắc đó vẫn được duy trì tồn tại trong đời sống cộng đồng người Việt chúng ta. Những bản hòa tấu của người Mường đã được các nghệ nhân thể hiện mỗi vùng miền của dân tộc Mường bằng cách sáng tạo của mình, nhưng tất cả đều được thể hiện rõ nét văn hóa qua các ca từ hát tiếng Mường để con người thể hiện lời chúc, lời chào, lời tri ân cũng như tâm tư tình cảm của con người với xã hội. Đó là nét đặc trưng trong văn hóa đất Mường. Để duy trì, giữ gìn bản sắc đó, Ủy ban Nhân dân luôn mong muốn các nghệ nhân thực sự có tinh thần, đam mê, giữ gìn nét văn hóa đẹp và nhân tỏa lan rộng hơn nữa trong cộng đồng và duy trì cho các con cháu thế hệ sau này thực sự yêu thích và cải thiện rõ nét qua các lời ca, tiếng hát của người Mường. Kính thưa quý vị, thưa nghệ nhân, hôm nay, Ủy ban Nhân dân xã công bố quyết định thành lập câu lạc bộ hát tiếng Mường. Đó cũng là sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền đối với câu lạc bộ. Vậy các thành viên, nghệ nhân câu lạc bộ sau buổi hôm nay sẽ họp và bầu chủ nhiệm câu lạc bộ thông qua nội quy quy chế hoạt động của câu lạc bộ, điều hành hoạt động của câu lạc bộ theo đúng chức năng nhiệm vụ, quy chế hoạt động của câu lạc bộ cụ thể ở 5 nội dung. 1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động của câu lạc bộ, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, hiểu biết, nâng cao nhận thức, cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân trong cộng đồng, phối hợp triển khai các chương trình học tập mang tính cộng đồng tại địa phương. 2. Tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ trong và ngoài câu lạc bộ, kết hợp với các tổ chức, các ngành đoàn thể, đặc biệt Ban Văn hóa xã, Trung tâm Học tập Cộng đồng xã
và các câu lạc bộ khác để giao lưu học hỏi. 2. Tổ chức hoạt động giao lưu đúng chủ đề, thể hiện lối sống văn minh, văn hóa, không lợi dụng nét đẹp văn hóa làm mai một hình ảnh tốt đẹp của người Mường. 4. Các thành viên tuân thủ nội quy quy chế hoạt động của câu lạc bộ, tham gia đóng góp các tác phẩm văn hóa đậm chất người Mường và chấp hành sự phân công của chủ nhiệm câu lạc bộ. 5. Duy trì nếp sống sinh hoạt của câu lạc bộ theo đúng nội quy quy chế hoạt động. Kính thưa các vị đại biểu, thưa nghệ nhân, một lần nữa thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân xã xin kính chúc quý vị đại biểu, nghệ nhân lời chúc sức khỏe, chúc câu lạc bộ hát tiếng Mường xã Bình Hẻm luôn duy trì và phát triển nhân rộng. Xin trân trọng cảm ơn. Về dự lễ ra mắt câu lạc bộ hôm nay, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã các ngành có lãng hoa chúc mừng. Xin mời câu lạc bộ lên nhận ạ. Xin được cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đã luôn quan tâm tới hoạt động của nhóm các nghệ nhân đam mê hát tiếng Mường. Rất mong thời gian tới và những thời gian tiếp theo, đồng chí sẽ còn quan tâm nhiều hơn nữa. Xin kính chúc đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Sau đây tôi xin được thông qua danh sách thành viên câu lạc bộ hát tiếng Mường xã Bình Hẻm. Danh sách thành viên câu lạc bộ hát tiếng Mường xã Bình Hẻm. 1. Quách Văn Nhỉnh. 2. Bùi Thị Ban. 3. Bùi Văn Chiên. 4. Quách Thị Dương. 5. Quách Thị Hồng Năm. 6. Quách Thị Nính. 7. Quách Hồng Xiêm. 8. Quách Thị Ọn. 9. Bùi Thị Vựng. 10. Bùi Thị Trăng. 11. Bùi Thị Phơi. 12. Bùi Thị Dấn. 13. Quách Cao Nguyên. 14. Bùi Thị Dạy. 15. Quách Thị Nượm. 16. Quách Thị Dừn. 17. Bùi Văn Nhướm. 18. Bùi Thị Thú. Sau đây xin kính mời thành viên câu lạc bộ lên ra mắt. Xin kính mời các thành viên câu lạc bộ ạ. Tôi xin phép các ông ấy thả là cái này con cái nghệ nhân cái này con theo chó trong đồ 3-4 nghệ nhân này xin mời cái nghệ nhân nó có thế này đều lên đường mau hăng ngủ quá. Thank you.
cảm ơn các thành viên của câu lạc bộ, ban tổ chức cũng như các đồng chí lãnh đạo địa phương, luôn mong các nghệ nhân phát huy niềm đam mê, giữ gìn sự trong sáng của câu lạc bộ hát tiếng Mường Xá Nhà ngày càng nhân rộng hơn nữa, thu hút được nhiều nghệ nhân mọi lứa tuổi tham gia. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, về dự với buổi lễ ra mắt ngày hôm nay có nhiều câu lạc bộ bạn đến giao lưu và chúc mừng câu lạc bộ Xá Bình Hẻm. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đại diện các câu lạc bộ bạn lên tặng quà chúc mừng. Xin mời một đại diện của câu lạc bộ hát tiếng Mường Xá Bình Hẻm lên nhận ạ. Xin mời đại diện câu lạc bộ Mường Vang. Xin mời đại diện câu lạc bộ Xá Vũ Bình. Xin mời một đại diện câu lạc bộ Xá Lạc Xí ạ. Cảm ơn câu lạc bộ Lạc Xí. Xin mời cá nhân anh Bùi Văn Chiến Lạc Thủy ạ. Xin kính mời đại diện câu lạc bộ Xám Chác Lạc Thình lên tặng quà. Đề nghị đại diện các câu lạc bộ chúng ta khẩn trương ạ. Xin mời đại diện câu lạc bộ Đoàn Thanh Hóa. Xin mời đại diện các câu lạc bộ đến từ Thanh Hóa lên tặng quà. Cảm ơn câu lạc bộ Thanh Hóa. Xin mời đại diện câu lạc bộ Đại Đồng ạ. Xin mời đại diện câu lạc bộ Đoàn Thạch Quảng, Thạch Thành Thanh Hóa, do anh Quách Quang Ân làm trưởng đoàn. Xin trân trọng cảm ơn. Xin mời anh Bùi Văn Chính, đoàn câu lạc bộ Mường Khói ạ. Xin trân trọng cảm ơn. Xin mời đại diện câu lạc bộ Xóm Be Chí Đạo. Trân trọng cảm ơn. Xin mời đại diện câu lạc bộ Bay Chim Định Cư lên tặng quà. Xin kính mời ạ. Xin trân trọng giới thiệu có gia đình Trúng Huyệt Thanh Hóa lên tặng quà chúc mừng cho câu lạc bộ. Xin mời đại diện câu lạc bộ Cao Tuổi Phố Trường Trạo, thị trấn Vũ Bản ạ. Tiếp theo, xin trân trọng kính mời đại diện câu lạc bộ Gia Sơn Tân Lạc lên tặng quà. Xin kính mời đại diện câu lạc bộ Đoàn Kết Yên Thủy lên tặng quà.
Xin trân trọng kính mời gia đình anh Thiết Hiệp, đoàn anh Thiết Hiệp Anh Năng Thanh Hóa lên tặng quà. Xin mời đại diện đoàn ạ. Xin cảm ơn. Xin trân trọng kính mời đại diện gia đình các nghệ nhân ông Hoàng Tân, huyện Nha Quan, Ninh Bình lên tặng quà. Xin chào, cảm ơn. Câu lạc bộ hát tiếng Mường của Ngọc Sơn, vùng cao Ngọc Sơn về dự và cũng có quà. Xin trân trọng kính mời đoàn câu lạc bộ Ngọc Sơn lên tặng quà. Về dự với buổi lễ ngày hôm nay, các ban ngành đoàn thể xã cũng có quà tặng cho buổi lễ. Xin trân trọng kính mời Hội Khuyến học xã Bình Hẻm lên tặng quà. Trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng kính mời bác Bùi Văn Nạt, Chủ tịch Hội Cao Tuổi xã Bình Hẻm lên tặng quà. Xin trân trọng cảm ơn các đoàn đại biểu đến từ đơn vị bạn và các vị đại biểu về dự buổi lễ thành lập câu lạc bộ hát tiếng Mường xã Bình Hẻm đã có món quà tặng câu lạc bộ. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các nghệ nhân, với niềm đam mê, với tinh thần tự nguyện của các nghệ nhân trong và ngoài xã nhà đã tạo điều kiện cho buổi lễ ra mắt hôm nay được thành công tốt đẹp. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo xã Bình Hẻm, các ban ngành đoàn thể, ban quản lý xóm Khướng đã luôn quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho các nghệ nhân có một sân chơi lành mạnh và bổ ích. Với tinh thần giao lưu học hỏi, xây dựng và phát huy những nét văn hóa tốt đẹp này, rất mong các nghệ nhân luôn giữ gìn sự cao đẹp của tiếng hát Mường, văn minh, lịch sự, thân thiện và đoàn kết. Nhân rộng hơn nữa tinh thần văn hóa hát tiếng Mường của câu lạc bộ, thực sự là điểm giao lưu văn hóa đậm chất Mường được nhiều người, nhiều câu lạc bộ bạn biết đến và tham gia. Một lần nữa, xin được cảm ơn và chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể, ban quản lý xóm, các câu lạc bộ bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn.